Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư sẽ thân lâm nơi pháp tòa. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Đại Đức an tọa. Kính mời tất cả các tu sinh chúng ta cũng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa tất cả các bạn tu sinh thân mến, và giờ phút này hiện diện bên trên pháp tòa là Đại Đức Đạo Hiệu Thích Minh Thiền, trụ trì tổ đình Đức Hòa tại tỉnh Bình Dương, đã thân lâm về lại chùa Phước Quang. Xin tất cả tu sinh đồng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng đón Đại Đức Giảng Sư. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, vì lòng bi mẫn, vì tuyên thuyết chánh pháp, Đại Đức Giảng Sư đã nhận lại lời thỉnh mời của bổn tự chúng con trở về nơi khóa tu thanh thiếu niên với chủ đề Vườn Tuệ Nở Hoa Tâm, để chia sẻ pháp thoại cho tất cả các bạn thanh thiếu niên trong khóa tu hôm nay. Giờ này tất cả chúng con, ban tổ chức cũng như tất cả các bạn tu sinh đều dọn lòng thanh tịnh, hoan hỷ và hướng về nơi Đại Đức Giảng Sư để mong được đón nhận những lời vàng ngọc pháp bảo từ Đại Đức Giảng Sư. Ngưỡng mong Đại Đức Giảng Sư sẽ hoan hỷ từ bi, chia sẻ và tuyên thuyết chánh pháp sáng hôm nay. Chúng con một lần nữa cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư chính thức tuyên thuyết chánh pháp. Xin một tràng vỗ tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Thế Tôn bằng tất cả lòng thành kính vô biên và tâm biết ơn vô hạn của chúng con, bởi những điều cao thượng tốt đẹp mà Thế Tôn đã dành cho tất cả muôn sinh và trong đó có chúng con. Chúng con biết ơn ánh sáng tuệ giác và yêu thương của Thế Tôn đã soi chiếu đến tâm thức của các bạn trẻ để các bạn trẻ biết về chùa tu học. Con xin kính niệm ơn Thầy trụ trì chùa Phước Quang. Con xin hết sức là tán thán cung kính trước công đức và tâm hạnh của Đại Đức. Mấy năm trở lại đây, con thấy quá nhiều sự đổi khác ở tại chùa Phước Quang này. Ngày trước con đến đây, mọi thứ nó còn hoang sơ,
Nhưng bây giờ thì đã có một ngôi Già Lam Phạm Vũ huy hoàng, dẫu rằng chưa hoàn tất mọi công trình xây dựng, nhưng cơ sở này đã cho thấy phước đức và tâm hạnh của Ngài quả thật là lớn. Nhân đây con cũng xin được thiết tha kêu gọi quý Phật tử ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lớp, tỉnh Đắk Nông, quý Phật tử xa gần hãy cùng phát tâm hoan hỷ trước Phật sự xây dựng Đại Hùng Bảo Điện và kiến tạo Già Lam ở tại chùa Phước Quang này ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lớp, tỉnh Đắk Nông của Đại Đức Thích Chúc Tấn. Mong các vị xa gần hãy cùng phát tâm dõng mảnh để hỗ trợ Tam Bảo, hộ trì cho Thầy trụ trì sớm hoàn tất tất cả mọi hạng mục còn lại của công trình xây dựng ngôi Già Lam này. A Di Đà Phật. Thưa các bạn, hôm nay Minh Thiền nói chuyện với các bạn là 60 phút. Minh Thiền xin ngưng, rồi thời gian còn lại các bạn có thể đặt vài câu hỏi, Minh Thiền sẽ trả lời. Còn nếu không có câu hỏi thì chúng ta chia tay nhau, hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại. Thưa với các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 8 hả? Phải không? Âm lịch là tháng mấy rồi? Hả? Tháng 7 là tháng gì? Hả? Ai mới nói tháng cô hồn á? Tháng 7 là tháng Vu Lan. Mình là Phật tử mình trả lời tháng 7 là tháng cô hồn, trả lời không suy nghĩ luôn. Ủa cô hồn ra làm sao? Nếu tháng 7 là tháng cô hồn, đó là tháng đẹp hay tháng xấu? Sao xấu? Cô hồn xấu lắm hả? Gạt đầu nữa chứ. Biết đâu mình xấu hơn cô hồn thì sao? Đừng có nói tháng 7 là tháng cô hồn. Tháng 7 là tháng Vu Lan. Tháng 7 là tháng mà tất cả những người con Phật, những người có cảm tình với Đạo Phật, họ đem tất cả tâm tư để chờ đón một tháng 7 về. Bởi đó là tháng để đánh dấu của lòng hiếu hạnh, đánh dấu sự biết ơn và báo ơn của người học Phật, dâng lên hai đấng sinh thành. Tháng 7 về cũng là tháng để chúng ta một lần nữa ôm lại hình ảnh của một vị đệ tử của Đức Phật, một vị tôn giả có lòng hiếu thảo với mẹ, với cha, để rồi hơn 2.000 năm mà lịch sử vẫn còn lưu dấu. Bao nhiêu đời đi qua, con người có học Phật thì sẽ biết đến tấm gương của Ngài, và có học Phật sẽ cảm bội tấm gương của Ngài để cố gắng lấy Ngài là gương sáng trong sự hiếu hạnh mà noi theo để mình hiếu thảo với bố mẹ của mình. Ai biết tôn giả đó là tôn giả gì không? Tôn giả nào? Mô Phật, vậy là học Phật dữ chưa? Có một người rất là hiếu thảo mà mỗi tháng 7 về chúng ta luôn tụng kinh để học theo tấm gương của người ấy. Ấy là một vị đệ tử của Đức Phật, một người đệ tử lớn của Đức Phật, là Ngài Mục Kiền Liên. Nhớ nha, mai mốt người ta hỏi ai là người hiếu thảo nhất ở trong nhà Phật Pháp, ngoài Đức Phật ra thì ai là người hiếu thảo nhất, thì nói ngay rằng dạ thưa, đó là Ngài Mục Kiền Liên, là vị đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài là người hiếu thảo nhất. Nhớ chưa ạ? Nhớ mà nhìn nhau với cái ánh mắt nghi ngờ quá. Thưa với các bạn, tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan, bâng khuâng nhớ đến ơn sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Khi tháng 7 âm lịch trở về, chúng ta được nghe về gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta được nghe về sự hiếu thảo của những bậc thầy lớn, chúng ta được nghe về những tấm lòng hiếu thảo của mọi người ở đây, ở đó, trước chúng ta và trong thời đại của chúng ta. Được nghe, được biết để làm gì?
để chúng ta học và chúng ta làm theo, để cũng trở thành một người con hiếu thảo với bố mẹ của mình. Trong đề tài mà Minh Thuyền nói hôm nay đó là đề tài tình thương lớn, và nó Minh Thuyền sẽ lướt sơ qua những cái trọng ân mà có những con người đã dành tình thương cho chúng ta, dành tình thương cho cuộc đời, và chúng ta phải biết ơn vì đó là tình thương lớn. Trong một trái tim, một khối óc của một thân phận một con người, dẫu chỉ là thân phận con người 60-70 kg, nhưng ở trong ấy khối óc vĩ đại, trái tim bao la đầy tình thương và ôm ấp được chúng ta, để che chở cho chúng ta và tất cả muôn loài. Người đầu tiên Minh Thiền muốn nhắc đến, kể đến và muốn giới thiệu cho các bạn biết, đó chính là Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có tình thương lớn nhất trong cuộc đời này. Nhớ điều này Minh Thiền nói nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người có tình thương lớn nhất trong cuộc đời này. Trước Ngài, thời đại của Ngài và sau Ngài, cho đến thời đại của chúng ta hay sau này nữa, còn xuất hiện rất và rất nhiều những con người có tình thương lớn, nhưng vẫn không thể vượt trên được tình thương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dành cho chúng ta. Nghĩa là trước đó, hiện tại và sau này sẽ không có một tình thương nào to lớn hơn, vĩ đại hơn, cao cả hơn tình thương của Đức Phật dành cho cuộc đời. Nên Minh Thiền muốn các bạn nhớ giùm Minh Thiền điều này. Bởi vì sao Minh Thiền nói Đức Phật là người có tình thương lớn? Các bạn mỗi ngày đi qua nên tìm hiểu Phật Pháp để học tập, để tìm hiểu, để nghiên cứu về Phật Pháp, rồi các bạn sẽ thấy điều Minh Thiền nói thông qua những trang kinh, thông qua cuộc đời, thông qua những sự kiện mà Đức Phật Ngài đã đến với nhân gian, Ngài đã trao gửi cho nhân gian, còn lưu lại ở trong kinh điển, hoặc là thông qua những bài giảng của các bậc thầy. Nhưng ở đây Minh Thiền chỉ lướt sơ qua cho các bạn thấy, nếu như không có Đức Phật thì nỗi khổ niềm đau của chúng ta không thể nào tự giải quyết được. Nếu không có Đức Phật thì ta mãi là một chúng sinh ở trong luân hồi sanh tử này. Chúng ta là người được sinh ra sống rồi hưởng thụ hoặc chịu đọ đày khổ và vui, nụ cười và nước mắt nó cứ đan xen trong cuộc sống này, và rồi suy cho cùng là nụ cười ít hơn nước mắt, nỗi khổ nhiều hơn niềm đau, và chúng ta cứ mang thân phận ấy để chịu đau khổ, chết đi rồi lại tái sanh đến một nơi chốn, một hoàn cảnh khác, rồi lại chịu đau khổ và chết đi trong dòng luân hồi cứ đau khổ không cùng tận này. Nếu không có Đức Phật xuất hiện, không có lời dạy, không có con đường của Đức Phật, không có tình thương của Đức Phật dành cho chúng ta không chấm dứt được sự đau khổ, chúng ta không chấm dứt được con đường luân hồi. Thế cho nên Đức Phật đã đến trao cho chúng ta một con đường, đó là con đường giác ngộ, con đường của thương yêu, con đường của sự hiểu biết, con đường của những bậc thánh nhân đi, để chúng ta là người có cơ hội để đi trên ấy. Ta bước bằng đôi chân chân thành, chân thật của mình, để rồi chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau của cuộc đời. Vì vậy Minh Thiền nói Đức Phật là người có tình thương lớn nhất trong cuộc đời. Các bạn nhìn đi, trong cuộc sống này các bạn đã từng gặp rất nhiều người, và có rất nhiều người thương yêu các bạn. Họ trao cho các bạn những điều kiện tốt lành, những phần quà, trao cho các bạn những cái phẩm vật các bạn muốn, trao cho các bạn những cái mà nhu cầu các bạn muốn có được. Họ trao hết cho các bạn mang ơn. Mang ơn vì người đó là người có thể cho chúng ta nhiều thứ mà chúng ta mong muốn, cho chúng ta những thứ mà chúng ta đang cần, ta mang ơn. Nhưng suy cho cùng, những giá trị của vật chất còn có thể cân đo đong đếm và tính được bằng tiền, thì nó vẫn có một cái giá trị nhất định nào đó mà ta có thể ước tính ra được. Còn Đức Phật trao cho chúng ta một cái nó dựa trên tất cả mọi giá trị của thế gian này, trao cho chúng ta một con đường để chấm dứt mọi sự đau khổ. Cho nên tình thương của Đức Phật rất lớn. Ngài phải hy sinh tất cả, Ngài bỏ lại tất cả những thú vui của cuộc đời, bỏ lại sau lưng hết để chấp nhận dấn thân một đời sống giải dầu mưa nắng. Hay nói đúng hơn là Ngài chấp nhận trở thành một con người dấn thân trong sự khổ đau, chấp nhận mọi sự khổ đau để mưu cầu niềm vui và hạnh phúc cho tất cả muôn người. Và có các bạn ngồi ở đây, nên Đức Phật là người có tình thương to lớn nhất giữa cuộc đời. Hãy cung kính Đức Phật bằng một tràng pháo tay thật là lớn.
Mình đi xuống dưới mình chơi với các bạn được không? Hay là bác ngồi đây? Đi xuống nha. Còn nếu mà xuống dưới không thích thì đuổi lên, thì Minh Thiền lên. Minh Thiền xuống hỏi các bạn đôi câu thôi, hỏi cho vui dễ mà. Con, theo con thì ai là người mạnh nhất giữa cuộc đời? Không biết luôn. Nhìn con là thầy biết con mạnh nhất rồi đó. Ai có thể trả lời cho Minh Thiền biết ai là người mạnh nhất giữa cuộc đời? Hả? Theo các bạn nghĩ thôi. Ai là người mạnh nhất? Không có nói đi xa, không có nói ngày xưa, không có nói ngày mai, nói trong hiện tại thôi. Ai? Có một bạn gái ngồi trong góc nói: con, con mạnh dữ, chút nhớ xuống nhờ thầy trụ trì cho bạn ấy rinh mấy bao gạo. Rinh bao gạo 50kg thôi. Nếu Minh Thiền nói bố mẹ là người mạnh nhất giữa cuộc đời, các bạn có tin không? Có không? Vậy tại sao bố mẹ là người mạnh nhất giữa cuộc đời? Ai có thể chia sẻ cho Minh Thiền biết coi. Nhưng chắc chắn với các bạn phải thấy bố mẹ là người mạnh nhất giữa cuộc đời, là người có sức chịu đựng nhất. Chịu đựng cái gì, gánh vác cái gì mà phải là người mạnh nhất? Chịu đựng được sự ngang bướng của chúng ta. Ai ở đây thấy mình là người bướng bỉnh nhất, đâu đưa tay. Cảm ơn con rất chân thật. Học Phật là phải thực lòng như thế. Ai là người thấy mình ngoan hiền nhất, đâu đưa tay. Dám đưa chút mấy bạn nó chọc cho. Đưa lên là bị mấy bạn tố liền: ơ thầy ơi, cái thằng đó nó không có hiền đâu, vừa rồi con mới nghe nó bánh lộn ở lớp á. Ơ thầy ơi, nó không có hiền đâu, vừa rồi con mới nghe nó đi ăn trộm xoài của nhà bà bên cạnh á. Bố mẹ là người mạnh nhất. Đối với các bạn, bố mẹ là người mạnh nhất. Bởi vì bố mẹ phải gánh vác rất nhiều những nặng nhọc trong cuộc sống này để chăm sóc cho các bạn, để chăm lo cho gia đình. Thầy nghe sự chia sẻ của những bậc phụ huynh đến nói: thưa thầy, chúng con cảm thấy biết ơn thầy. Ở nhà đó, thằng cu của con đó, nói nó không có nghe, nhắc nhở nó, dạy bảo nó là nó lớn tiếng, nó nạt nộ lại thôi. Nó thích thì nó đi học, nó không thích thì nó không đi, nó bỏ học. Nói tới nó là nó đòi bỏ nhà đi. Nhưng vừa rồi nó đến chùa nhờ thầy khuyên bảo, về nó thay đổi, nó biết nghe lời con hơn. Con thấy biết ơn thầy và con thấy rất là vui. Bây giờ trong cái cuộc sống này nuôi một đứa con nó khó lắm thầy ạ. Kinh tế thì đang khó khăn mà làm việc kiếm tiền bây giờ nó không phải như ngày trước nữa. Hồi trước mà làm việc kiếm tiền đó nó còn tương đối là dễ. Bây giờ mình có thể bị công ty sa thải bất cứ lúc nào, bởi vì dư người, công việc thì ít lại mà người làm thì nhiều. Rồi cái lương thì nó bị cắt giảm đi gần một nửa. Mọi chi tiêu sinh hoạt thì nó chỉ có tăng chứ nó không giảm. Cho nên nó khó khăn lắm. Nhưng mà con không bao giờ sợ sự khó khăn, chỉ sợ con của mình nó không ngoan thôi. Đó là nỗi sợ chung của những người làm bố, làm mẹ. Sợ con của mình không ngoan. Và các bạn, Minh Thiền hỏi thiệt, các bạn thật sự ngoan chưa? Hay là không ngoan? Thấy được mình không ngoan để học Phật, thấy được mình không ngoan để sửa đổi. Đừng thấy mình quá ngoan để rồi không phải sửa đổi. Ở trong cái bài hát có câu hát thế này: sống trên đời ai ai cũng lầm lỗi, cũng vụng về dại dột ít hay nhiều. Cho nên đừng nói là chúng ta
còn nhỏ, chúng ta còn trẻ, chúng ta không lầm lỗi. Ai cũng có lầm lỗi. Và các bạn thường xuyên phạm phải lầm lỗi. Người mà các bạn hay đem sự lầm lỗi để gửi gắm đến nhiều nhất đó không ai ngoài bố mẹ của các bạn. Các bạn có lỗi với bạn bè, các bạn có xin lỗi không? Có khi không, có khi có. Nhưng khi ta có lỗi với ai đó thì chúng ta thường xin lỗi. Vì sao? Vì ta sợ mất tình bạn, ta sợ mất đi cái mối tương quan giữa ta và người đối diện khi ta phạm phải sai lầm. Nhưng với bố mẹ, các bạn phạm phải lầm lỗi nhiều và rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nói lời xin lỗi. Minh Thiền không nói oan cho các bạn đâu, Minh Thiền đang nói rất thật. Người đứng ở đây ngày trước 13 tuổi bằng tuổi các bạn thì cũng đã rất nhiều lần phạm phải lầm lỗi, phạm phải lầm lỗi trong cái độ tuổi đó, cũng làm cho bố mẹ rất là phiền lòng và chưa một lần xin lỗi. Minh Thiền nghĩ các bạn cũng thế thôi. Chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa đủ chín chắn, suy nghĩ chưa đủ sâu, hiểu biết chưa đủ rộng, cho nên chúng ta phạm phải lầm lỗi. Nhưng hãy nhớ điều Minh Thiền nói, trước đây phạm phải lầm lỗi và ta thấy đó là điều bình thường và ta cho nó đi qua, không có để tâm, không cần nói lời xin lỗi với bố mẹ. Nhưng kể từ ngày hôm nay, sau khi tham dự khóa tu ở chùa Phước Quang về, thì chúng ta phải ý thức được rằng không có tạo nên lầm lỗi, không có thể nào đối xử, không có thể nào dùng lời nói hay hành động một cách ngỗ nghịch, thiếu đạo đức với bố mẹ được. Chúng ta sẽ nói với bố mẹ, nếu như phạm phải lầm lỗi đó là: con xin lỗi, con đã sai, con xin hứa từ nay con không dám tái phạm nữa, xin bố, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Bây giờ phải học cách nhận lỗi. Nhận lỗi để làm gì? Khi bố mẹ mà thấy đứa con của mình có những sai lầm mà nó không nhìn nhận ra nó sai lầm thì bố mẹ sẽ rất lo lắng và buồn phiền. Lo lắng là bây giờ nó đã mười mấy tuổi rồi mà nó chưa biết nó làm sai, rồi mai mốt này lớn lên một chút, bước chân ra đường, nó sai lầm, nó không nhận ra đó, thì xã hội sẽ dạy cho nó một bài học thích đáng. Lúc đó tội nghiệp nó. Nó sống chung với mình đó, nó có những điều sai, mình thương nó, mình cảm thông, mình tha thứ, mình bỏ qua cho lỗi lầm của nó được. Nhưng mai này nó đối diện với cuộc sống, con người ở ngoài kia không thương, không đủ cảm thông, mà họ sẽ dành những điều không tốt cho nó thì tội nghiệp nó. Cho nên cảm thấy buồn phiền, lo lắng đôi khi không phải vì cái lỗi là cái lời nói hay hành động ngỗ nghịch của con dành cho mình, mà nghĩ xa về tương lai, nghĩ con của mình ngày mai nó sẽ thế nào, cuộc sống nó sẽ ra làm sao khi nó phạm phải những lầm lỗi, và con người có dễ dàng tha thứ bỏ qua cho nó hay không, hay họ phải đòi đủ cả vốn lẫn lời, ăn miếng trả miếng, thì lúc đó tội nghiệp con của mình. Nên bây giờ lời xin lỗi khi mà các bạn làm sai, đó là một niềm vui đối với bố mẹ. Con mình nó đủ lớn, nó đủ khôn, nó có thể nhìn nhận được cái nào là đúng là sai, cái nào là tốt là xấu, để nó biết khắc phục được cái sai, để nó sống, để nó thực hiện cái đúng. Mai này nó bước chân ra đời, nó sống với xã hội, nó ý thức được đúng sai, nó cũng biết được tốt xấu, nó tránh cái sai cái xấu, nó sống với những điều đúng điều tốt, thì cuộc sống này
con người không có thể lấn lướt bắt nạt gây đau khổ cho nó. Cho nên niềm vui đó không phải là niềm vui là khi con có lỗi, con xin lỗi mẹ, con nhận sai với mẹ, là sai với mẹ, mẹ mới vui. Mà nhận sai ở đây trong nụ cười của mẹ, trong niềm vui của bố, đó chính là con mình đã đủ khôn, đủ lớn. Ngày mai của nó sẽ được bình yên. Ngày mai của nó sẽ được tươi sáng. Thế cho nên có những người làm bố làm mẹ hay buông những lời nói trong vô vọng, đó là nó 18 rồi đó, nó 20 rồi đó, mà nó không biết lo cho nó. Nó không có biết suy nghĩ gì hết. Nó thích là nó làm, nó ưa là nó nói. Thế lo cho nó quá, chẳng biết làm sao. Rồi ngày mai này nó lớn lên, không biết nó sống thế nào. Đó là lời thở dài của bố và mẹ khi thấy một đứa con chưa chịu lớn. Có những người bố và người mẹ nói về con của mình trong nụ cười rạng rỡ, trong niềm tự hào. Con bé nhà tôi vậy chứ nó ngoan lắm nha. Tự nhiên thời gian gần đây thấy nó trưởng thành hẳn ra, nó biết suy nghĩ lắm, nó biết quan tâm người nhà lắm. Nó cũng thường hay phụ giúp mình được việc nhà. Nó ít có tụ tập bạn bè để chơi bời lắm. Nhiều khi hỏi nó, sao con không đi chơi bời đầu này kia với bạn bè, nó trả lời thôi con dành thời gian ở nhà để phụ việc với bố mẹ. Thấy bố mẹ cực khổ, con muốn phụ một chút công sức của con. Đó là niềm vui, đó là sự tự hào của bố và mẹ. Cho nên các bạn đừng bao giờ làm cho niềm vui và sự tự hào của bố mẹ của các bạn vụt tắt đi bởi cách sống của các bạn. Một người phụ nữ đến nói: Thầy à, con cảm ơn quý thầy quý sư cô nhiều lắm, bởi quý thầy quý sư cô tổ chức những khóa tu mùa hè đó, mấy đứa nhỏ nó đến nó tu về nó thay đổi ghê lắm. Con bé nhà con 17 tuổi không làm động tới móng tay, nhờ nó rửa cái chén là nhất định nó không làm, mà nó có làm thì thế nào á cũng bể một hai cái chén, một hai cái dĩa, lần nào cũng thế, không biết làm cái gì á. Mà không biết vô chùa có mấy ngày mà quý thầy dạy cái gì hay ghê. Về nhà biết tự nấu cơm, ăn cơm xong biết rửa chén, không cần ai kêu. Có những lúc mà ăn cơm xong con sướng con rửa chén, nó lại nó cản, nó nói chuyện này là chuyện của con, mẹ nghĩ đi, để đó cho con làm. Vậy thì Minh Thiền mong rằng hình ảnh đẹp nó sẽ đến và ở cùng với các bạn sau cái khóa tu này về. Con đừng có nghĩ là con nhỏ con không làm gì được. Mỗi ngày con giúp bố mẹ quét nhà. Con quét nhà được không? Được không? Về tập quét nhà. Con cũng vậy, về giúp bố mẹ tập lau nhà, tập giữ em, tập rửa chén. Mình phải làm những điều đó chứ. Đừng có nghĩ là cái chuyện đó bố mẹ làm. Bố mẹ phải lo bươn chải với cuộc sống kiếm tiền, mệt lắm, khổ lắm. Về nhà các con lại đùn đẩy công việc nhà cho bố mẹ làm nữa. Bố mẹ vẫn làm mấy thôi, bố mẹ sẽ không than vãn đâu. Bố mẹ chấp nhận hết, vì bố mẹ là bố mẹ kia mà. Cho nên bố mẹ sẽ làm hết. Nhưng khi thấy một đứa con của mình nó biết phụ việc trong nhà, dù là những việc rất nhỏ, bố mẹ sẽ rất vui. Con mình nó biết nghĩ, nó biết thương, nó biết quan tâm mình, cho nên nó phụ giúp việc của mình. Những chàng thanh niên, lời của Minh Thiền nói mong các bạn lưu tâm. Cuộc sống ngày hôm nay đó, phần lớn con người không kiểm soát được cơn giận. Chỉ cần một lời nói, một ánh nhìn mà người kia không ưa thôi, rất dễ dẫn đến những cuộc ẩu đả và án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những điều mà Minh Thiền nói các bạn đã thấy rất nhiều ở trên mạng rồi. Chỉ cần
ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt không tốt, liếc một cái thôi thì người kia đứng lên sẵn sàng đập cái ly vào đầu người khác, nói tại sao mày nhìn điểu tao. Chỉ cần nói một câu nghe không vừa lỗ tai thôi, người ta có thể rút dao, rút gậy, rút cây ra để làm khổ nhau, đâm chém nhau, đánh đập nhau. Và thanh niên bây giờ, tụi con nên nhớ rằng nhịn người không phải là nhục, mà nhịn người đó là đạo đức. Nhường người, nhịn người để được bình an. Đừng có thể hiện ta là đàn anh, đừng có thể hiện ta là chàng thanh niên đã lớn, ta phải là đại ca. Đừng thể hiện. Có những điều xảy ra rất thương tâm. 16, 17, 18 tuổi bồng bột sốc nổi, nghe chúng bạn nó tung hô vài câu, nó nói anh xứng đáng là đại ca của nhóm mình, bởi vì anh rất gan dạ, anh rất là lì, anh bảo vệ được cho tụi em cho nên anh làm đại ca. Thế là mấy đứa nhỏ nó xử đi quánh thằng nào là đi quánh thằng đó, nó xử cái gì là nghe, bởi vì nó tôn mình là đại ca. Nhưng cuối cùng mình là con rối trong tay nó. Nó gọi mình hai tiếng đại ca để rồi nó xử mình đi làm điều sai, điều bậy không à. Rồi ngày trước khi mà nghe người trẻ gây án là cái điều gì nó chấn động, nó ghê gớm lắm. Nhưng riết rồi nó trở thành như là bình thường. Bởi vì sao? Bởi hầu như ở đâu cũng có người trẻ gây án, ở đâu cũng có người trẻ phạm pháp, ở đâu cũng có người trẻ sống sai, sống thiếu đạo đức hết. Vì sao vậy? Vì thích thể hiện, nhưng thể hiện không đúng cách, không đúng cách. Nên Minh Thiền khuyên những chàng trai trẻ, các bạn đừng thể hiện. Không khéo, một phút sai lầm làm cho cuộc đời mình tăm tối. Mình đánh đập người ta thương tích. Bố mẹ mình phải là người tốn rất nhiều tiền để chạy chữa thuốc thang, để năn nỉ người ta. Tự nhiên không không vậy, kiếm tiền để lo cho mình đã khó khăn, lo cho gia đình đã khó khăn, bây giờ lại kiếm tiền để trả nợ, để lo bệnh cho một người khác, chỉ vì hành động sai lầm của mình. Những hành động sai lầm của mình dẫn đến một cái chết cho người khác. Lúc đó cuộc đời của mình đóng sầm lại, tối tăm vô cùng. Bởi vì sao? Mình chịu cảnh tù tội. Những chàng thanh niên ở tuổi 18, 20 nhớ cho Minh Thiền, không thể hiện. Ai nó chê mình hèn cũng được, nó chê mình nhát cũng được, nó chê mình nhục cũng được. Nó nói sao mà, ủa mày thấy thằng đó chửi mày không, sao mày im? Mình cười, kêu tao đâu có đuôi đâu mà không thấy. Mày thấy thằng kia, mày nghe thằng kia nó chửi mày không? Tao đâu có điếc đâu mà không nghe. Nhưng hơn thua với nó được gì? Hồi đó nếu mà tao không đi tham dự khóa tu, không học Phật Pháp, không được quý thầy cô răn dạy thì tao cũng chơi tới với nó. Nhưng mà tao là Phật tử mày à, tao là người tham gia khóa tu, tao là con của Phật, đệ tử của quý thầy, quý sư cô. Quý thầy, thầy, quý sư cô dạy tao là sống biết nhường, biết nhịn, chứ không phải là sống để gây thêm thù oán. Cho nên tao không gây thêm thù oán, tao nhường nhịn để tao được bình an. Còn mày thấy tao nhục là chuyện của mày, tao không thấy tao nhục là chuyện của tao. Nhớ như vậy. Chứ không nè, thầy thấy tụi trẻ bây giờ manh động quá, đáng sợ vô cùng. Hồi trước Minh Thiền đi học á, học lớp 7 thấy hai em nó học lớp 6 mà nó quýnh lộn xong cái giường mía nhà người ta đó, nó vô nó bẻ cây mía, thằng bẻ cây ra nó đập nhau. Mình thấy đã khủng khiếp rồi, học lớp 6 mà nó dám bẻ mía để nó quánh nhau, thấy sợ rồi nghe. Mình là nhát gan từ nhỏ mà, thấy là mình sợ, mình không dám vô can nữa, sợ nó đập trúng mình chứ không gì hết. Sợ. Rồi bây giờ khi thấy ở trên cổng thông tin quá nhiều những người trẻ manh động, hết sức là manh động, sợ hãi. Minh Thiền cảm thấy là
mình có trách nhiệm để khuyên những người con em Phật tử: thưa con, nhường người một chút, nhịn người một chút, không mất mát gì đâu, không nhục nhã đâu. Tụi con đừng có thể hiện qua cái cách đó là phải chứng minh mình là đàn anh, mình là đàn chị, mình là đại ca. Nếu có thể hiện thì Minh Thiền góp ý thể hiện thế này: thay vì mình sẽ dùng cái năng lượng tiêu cực để thể hiện cho các bạn, các em nó thấy mình là đại ca, mình là đàn anh, là đàn chị, để mình vung đao múa kiếm đó, thì hãy sử dụng cái năng lượng đó để thể hiện mình là một người học trò rất ngoan ở trong nhà trường, mình là một người bạn rất tốt với bạn bè, biết quan tâm bạn bè, thể hiện mình là một người con có hiếu thảo với bố mẹ, thể hiện mình là một người Phật tử, đệ tử của Đức Phật rất ngoan hiền, bằng cách là chúng ta siêng năng học tập, biết nghe lời thầy cô giáo ở trường, bởi thầy cô giáo là người truyền trao kiến thức cho mình, để mình khai mở được cái não của mình, để mình hiểu thêm, biết thêm về những điều mình chưa biết. Mình phải chơi tốt với bạn bè, bởi vì đó là người đi bên cạnh mình để có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mình. Mình phải chơi tốt với người ta để thể hiện tình bạn với người ta. Mình phải thể hiện mình là một người con hiếu thảo thông qua những việc là biết vâng lời bố mẹ, biết sống một đời sống có đạo đức, thực hiện được bổn phận làm con. Mình phải thể hiện mình là một người Phật tử thường thành, một người Phật tử ngoan hiền của Đức Phật, bằng cách siêng năng đi chùa, biết học hỏi giáo lý, biết sống tốt giữa cuộc đời này. Nên thể hiện mình như thế, đừng thể hiện mình qua những năng lượng tiêu cực để rồi làm đau khổ mình. Cũng là thể hiện, nhưng thể hiện để chứng minh mình là đại ca, mình là đàn anh á, mình tài giỏi, mình ta đây đó, thì nó làm cho tương lai của các bạn tối tăm, làm cho đời sống của các bạn đau khổ. Thể hiện bằng năng lượng tích cực để trở thành một người học trò ngoan hiền, một người con hiếu thảo, một người bạn thiện lành, một người Phật tử trung kiên, thì thể hiện như thế nó mở ra cho các bạn một tương lai rất mới, rất tươi sáng, và hiện tại của các bạn được yên bình. Một điều tiêu cực dẫn đến bất an và đau khổ cho bản thân, đem đến sự buồn phiền và hệ lụy cho người thân, cho người nhà của mình. Mà đầu tiên người đau khổ nhất là bố mẹ của mình. Khi mình thể hiện những điều tích cực thông qua lời nói và hành động, thông qua cách sống, cách nghĩ, cách làm việc, cách học tập của mình, thì chúng ta sẽ đem lại niềm vui cho chính mình và đem lại sự tự hào cho người thân, người nhà của mình, và người gần nhất để vui, để tự hào đó chính là bố mẹ của mình. Cho nên thương bố mẹ không phải chỉ là lời nói, mà thương bố mẹ còn phải thông qua cách sống, thông qua cái việc học tập, thông qua việc hành động, lao động của mình, và cái cách mình tiếp xúc với con người nữa. Các bạn đồng ý không? Đồng ý nha. Minh Thiền xin được trở lên đây, đứng tí nó mỏi chân rồi. Minh Thiền kể các bạn nghe một câu chuyện về lòng hiếu thảo. Một chàng trai sống với mẹ, bố mất, chỉ hai mẹ con sống với nhau thôi. Chàng trai ấy ngoan hiền, biết hiếu thảo với mẹ, lúc nào cũng vâng lời mẹ, sống tốt lắm. Người mẹ cảm thấy vui, cảm thấy tự hào, cảm thấy được an ủi rất lớn. Cuộc sống này mình đã mất đi một người chồng, người hứa hẹn trăm năm với mình, người thề ước với mình sẽ đi suốt cuộc đời này. Nhưng rồi người ấy đã bỏ mình ra đi để về bên kia thế giới. Nỗi khổ niềm đau chồng chất. Ngày trước có thêm một người để cùng với mình lo lắng, chăm sóc và dạy bảo đứa con trai này. Nhưng mà kể từ khi người ấy bỏ mình ra đi, chỉ còn một mình ở đây.
gia cảnh nghèo lại thêm phần cơ cực vất vả. Hồi đó mình gánh vác sự khó khăn của cuộc sống là một phần. Khi người chồng ra đi, sự khó khăn ấy tăng lên gấp bội. Nhưng mà còn một chút niềm tin với cuộc sống, còn một chút hy vọng để có mặt giữa cuộc đời, đó chính là đứa con trai của mình. Cho nên người mẹ ấy cố gắng chấp nhận mọi khó khăn, khổ cực của cuộc sống để nuôi, để dạy bảo đứa con trai của mình. Người mẹ quê ấy không giàu tri thức, hiểu biết cũng không có bằng người, bởi cuộc sống khó khăn, nghèo khổ từ thuở nhỏ, chỉ học biết được con chữ, biết đọc, biết viết thôi, không có biết được nhiều. Nhưng những gì bà ta biết về cuộc sống, về cuộc đời, về thân phận con người, bà ta luôn trao gửi hết cho đứa con của mình. Với tấm lòng thiện lương, với tâm tình và trái tim của người mẹ, bà cảm đến đứa con trai, để đứa con trai ấy ngày tháng đi qua, nó biết nghe lời và bà cảm thấy đời còn tia sáng. Bà vui với những ngày tháng khổ cực bên cạnh đứa con. Bà thấy đó là những ngày tháng êm đềm hạnh phúc nhất. Chỉ mong con của mình mỗi ngày đi qua nó khỏe mạnh, ngoan hiền và nó biết suy nghĩ. Lớn lên một chút rồi xa vòng tay của mẹ, đi lên tỉnh để học, rồi xa con là điều mà bà ta nghĩ rằng bà ta không thể làm được. Từ lúc sanh nó ra tới bây giờ, mười mấy năm nó ở bên cạnh mình, đi học rồi lại về, đi học rồi lại về. Mẹ con hổ hỉ có mặt cho nhau, nhưng bây giờ nó vào đại học, nó rời mình để nó lên tỉnh đi học. Nỗi buồn vì phải xa con, nỗi lo lớn hơn, không ở bên cạnh mình, ai là người sẽ quan tâm, ai là người sẽ chăm sóc nó, rồi từng bữa ăn, từng giấc ngủ của nó, ai sẽ là người lo đây? Những lúc ốm đau bệnh tật ở nơi xa kia, ai là người sẽ mua thuốc, đắp khăn, hạ sốt cho nó đây? Bà lo rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bà lo nghĩ cho bản thân mình. Tất cả những điều để bà nặng lòng đó là bà luôn nghĩ về con của mình. Nó sẽ sống thế nào? Nó sẽ ra làm sao? Nghĩ cho con thôi, bà không nghĩ cho chính mình. Không muốn xa con, nhưng rồi hoàn cảnh con phải đi học, để con đi. Ở nhà, bà đi làm việc cũng nhớ con, đi về nhà cũng nhớ con, tối đến giờ ngủ cũng nhớ con, lúc nào cũng lo nghĩ cho con. Không biết con của mình bây giờ nó đang làm gì, không biết con của mình bây giờ nó đang ở phòng trọ hay nó đang đi học, không biết con của mình bữa nay nó mập ốm ra làm sao, nó ăn có ngon, nó ngủ có được. Tất cả mọi điều đều nhớ, đều nghĩ về đứa con. Chàng trai lên tỉnh học, những tháng đầu còn siêng năng về thăm mẹ, những tháng đầu về còn chạy đến xà vào lòng mẹ, ôm chầm lấy mẹ và nói với mẹ rằng con nhớ mẹ quá, xa mẹ con nhớ, con trông mong ngày để về, hôm nay được nghỉ học con mới được về thăm mẹ, con nhớ mẹ lắm. Lúc về thì chạy xào vào lòng mẹ để ôm lấy mẹ, rồi một hai ngày nghỉ ở cạnh bên mẹ để phụ mẹ việc nhà, để vung sới vườn rau, để chăm sóc vài cái cây kiểng. Rồi khi đi đó thì
bồi ngồi bệnh rịnh, quyến liếng không muốn đi, thương mẹ không muốn xa mẹ, nhưng rồi đi. 2-3 tháng đầu như thế, rồi dần dần thưa lần những cuộc về thăm. Và sau đó những lần về thăm không có còn vội vàng chạy đến xào vào lòng để ôm mẹ nữa, mà đi đến chỉ chào mẹ bằng một nụ cười, rồi bắt đầu thưa dần những lời thăm hỏi. Sau đó có lúc về nhà chỉ một chút rồi lại đi, không ở lại qua đêm. Lúc đi cũng chẳng quyến liếng, cũng chẳng còn bệnh rịnh, chẳng còn nắm tay, chẳng còn ôm mẹ trong cái sự quyến liếng từ tạ nữa, mà chàng vội vội vàng vàng để đi. Người mẹ nghĩ chắc cuộc sống của con mình ở trên kia nó bộn bề lắm, sự học tập của nó chắc khó khăn lắm, chiếm nhiều thời gian của nó lắm. Nó khó khăn như thế, nó mất nhiều thời gian như thế, mà nó cũng về thăm mình, mừng. Nhưng các bạn biết không, đó chính là suy nghĩ để bà tự trấn an lấy chính mình. Người con không biết rằng có nhận ra được sự thay đổi của mình hay không, nhưng người mẹ là người cảm nhận sâu sắc nhất. Bà thấy rõ ràng nhất con mình đã thay đổi. Trước đây nó trìu mến như thế nào thì bây giờ nó lại lạnh nhạt dường thế ấy. Nó về, nó chạy, nó xà vào lòng, nó ôm mình. Nó nói là con nhớ mẹ, con trông chờ đến ngày về thăm mẹ. Bây giờ nó về, nó thấy mình, nó chào hỏi 1-2 câu. Đôi bàn tay chai sòn của mình nuôi nó bao năm tháng, nó cũng không thèm nắm nữa. Khuôn mặt của mình nó cũng chẳng thèm nhìn. Bữa nay mẹ như thế nào, sức khỏe mẹ ra làm sao, nó không quan tâm nữa. Người mẹ là người cảm nhận sâu sắc nhất, và đó chính là nỗi khổ nhất của người làm mẹ. Thấy con của mình nó đã rời xa vòng tay của mình. Một ngày kia, chàng trai dẫn một người con gái về, giới thiệu với mẹ: đây là bạn gái của con, đây sẽ là người vợ tương lai của con. Chúng con hẹn ước với nhau khi học xong, ra trường, chúng con sẽ cưới nhau trước khi đi nhận việc làm. Người mẹ mỉm cười, chúc mừng con. Bà vui biểu lộ trên khuôn mặt, nhưng đâu ai biết rằng nỗi lo ở trong lòng của bà ngày càng lớn hơn. Sự ưu phiền và đau khổ trong lòng bà ngày càng lớn hơn, bởi con của mình nó đã tự quyết định mọi thứ mà không có thông qua mẹ. Nó không cần hỏi ý kiến của mẹ nó nữa. Hồi trước làm gì nó cũng hỏi, làm gì nó cũng xin, làm gì nó cũng thưa. Còn bây giờ thì nó tự ý rồi. Nó muốn đi tắm sông, đi tắm suối, nó cũng xin: mẹ ơi, cho con đi tắm suối. Nó muốn đi chơi với bạn bè, nó cũng xin: mẹ ơi, cho con lên sân chơi, chơi với bạn. Còn bây giờ cái chuyện trọng đại cả cuộc đời, đó là cưới người trăm năm, nó cũng không cho mình biết, nó cũng không hỏi ý kiến của mình nữa. Bà vui vì bà sợ biểu lộ sự buồn phiền sẽ ảnh hưởng đến con của mình, cho nên buộc lòng bà phải cười và chúc mừng con, để con của mình nó thoải mái, nó tự nhiên. Nhưng đâu đó bà cũng nghĩ rằng nó đã thay đổi rồi, bây giờ liệu mình góp ý với nó, mình nói với nó là tại sao việc quan trọng này con không thưa trước với mẹ. Biết đâu câu nói này sẽ làm nó chán, nó ghét mình, nó bỏ mình, nó rời xa mình mãi mãi thì sao? Nó không về thăm mình nữa thì sao? Cho nên phải cố mà gượng cười, nhưng lòng thì rất là buồn. Buồn vì thấy con mình không còn trong vòng tay của mình nữa. Người làm mẹ, làm cha bao giờ cũng lo nghĩ cho con mình.
Rồi cái gì đến sẽ đến. Những gì bà lo, những gì bà sợ, nó cũng đến với cuộc đời của bà. Đó là chàng trai và cô gái ấy nên duyên chồng vợ với nhau. Một cái đám cưới được tổ chức rất sơ sài ở quê, nhưng được tổ chức ở nhà hàng, ở tỉnh và ở nhà gái rất là lớn. Và người ta không cần sự xuất hiện của một người mẹ, đó chính là mẹ của chú rể. Khi mà người con gái về để làm lễ tổ tiên ông bà, để ra mắt mọi người ở sớm ấy, mời được vài người ở quanh nhà đến để cho biết rằng đây là một cái đám cưới được tổ chức ấy vậy mà thôi. Nhưng một cái tổ chức rất là linh đình ở tại tỉnh, ở tại nhà của cô dâu mà thiếu vắng đi một bà mẹ quê, đó là mẹ của chú rể. Bởi đó là yêu cầu của nhà gái và đó cũng là điều mà chú rể muốn. Mẹ mình không nên xuất hiện, bởi mẹ mình, một bà già quê mùa, sẽ làm mất mặt mình, sẽ làm cho cái đám cưới của mình kém sang, mất vui. Bà già, bà mẹ biết như vậy đó, nhưng mà chấp nhận, thương con chấp nhận. Sau cái đám cưới của con thì cứ mãi trông chờ đứa con trai cùng với vợ nó về ở với mình. Ở lại chỉ còn một đêm thôi. Mấy tháng sau nó về nó thăm bà, năn nỉ ở lại với bà một đêm, không ở. Chúng con bận bịu lắm, vợ chồng chúng con nhiều việc lắm, chúng con về thăm mẹ như vậy là quý lắm rồi, mẹ nên vui. Chúng con về thăm được là mừng rồi, không ở lại được đâu. Khi nào mà có dịp chúng con sẽ về thăm nữa. Về vội vội, đi vàng vàng. Rồi vợ chồng nó đưa nhau lên xe chở đi. Nó đâu có bao giờ hỏi thăm đến bà. Thời gian qua mẹ khỏe không? Mẹ sống thế nào? Ra làm sao? Sức khỏe mẹ ổn không? Nó đâu biết rằng chính sự lo buồn trong lòng của người mẹ đã dẫn đến một căn bệnh, đó là căn bệnh ung thư. Bởi vì nhiều đêm bà phải suy nghĩ, nhiều đêm bà thức trắng, và bà đã ôm ấp cái nỗi buồn phiền âu lo, để rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà đã bị ung thư và bà mất sau đó không lâu. Hay tin người ở dưới quê cho biết là mẹ mình mất, người con trai nghe xong thì mới bàng hoàng về quê lo đám cho mẹ. Lo đám cho mẹ xong thì mới lục ở trong tủ của mẹ, thấy một lá thư, một chữ viết lằng ngoằng, chữ to chữ nhỏ không ngay hàng thẳng lối, của người mẹ quê năm nào đã từng dạy con mình chữ viết. Nhìn vào chàng ta biết đây là lá thư của mẹ viết. Và chàng ta đọc từng chữ một như là dao đâm vào trong trái tim của mình. Đọc tới đâu thì sự uất ức nghẹn ngào dâng lên tới đó. Đọc đến đâu thì dòng lệ mặn không tuôn ra bên ngoài mà chảy ngược vào trong nhiều thế đó. Chàng hối hận, bởi cho đến khi mẹ già, mẹ bệnh mà mẹ không một lời để than trách về con. Mẹ chỉ trách về thân phận của mẹ, với những điều mà người con đối xử tệ bạc, mẹ chưa một lần trách con, mà mẹ luôn khen ngợi người con của mình. Chỉ trách mẹ là một người kém phước, mẹ là một người phụ nữ không thông minh, để rồi không thể làm cho con của mình tự hào khi nhắc đến mình, không thể làm cho con mình vui, không thể làm cho con mình thoải mái khi đối diện trước mình, không thể làm cho con mình hạnh phúc khi sống cạnh bên mình. Cho nên con mình nó tìm cách nó xa lánh mẹ nó bằng cái cách là con rất nhiều việc
con không ở lại được. Công việc của con bận biểu lắm, chuyện học của con nó dày lắm, con không có thời gian. Trước những điều đó, bà đã đúc kết thành một lá thư, nhưng lá thư ấy không một lời oán trách đứa con trai, mặc dù lỗi lầm của nó rất lớn. Bà chỉ trách mình là một người phụ nữ kém cỏi mà thôi. Chúng ta ngừng câu chuyện ở đây, chúng ta thấy được trái tim và khối óc của người làm bố làm mẹ bao giờ cũng là vĩ đại, cũng là bao la đối với những đứa con của mình. Bố mẹ mình có thể sống sai với người, bố mẹ mình có thể tham lam, có thể xấu xa với người khác, nhưng không bao giờ bố mẹ mình sống sai, bố mẹ mình tham lam xấu xa với chính mình. Bố mẹ mình có thể ăn hiếp, có thể bắt nạt người khác, nhưng bố mẹ mình không bao giờ ăn hiếp hay bắt nạt mình. Bố mẹ mình có thể không chấp nhận thiệt thòi đối với cuộc sống, với công việc, với người kia, nhưng đối với mình thì bố mẹ mình luôn chấp nhận phần thiệt thòi để nhường cho con mình những phần tốt đẹp ưu ái nhất. Mà văn thơ người ta diễn tả đó là ăn cơm phải lựa đá, ăn cá phải lựa xương. Bố kỳ lắm, không có thích ăn thịt nạc đâu, chỉ thích ăn thịt mỡ. Khi con hỏi tại sao bố không ăn thịt nạc, bố nói là nạc dai lắm, bố không thích ăn. Cho nên tất cả những phần nạc đó nhường cho con thì cứ tha hồ mà chén. Bố thì ăn thịt mỡ, ăn phần mỡ mà thôi. Nghĩa là bố mẹ chấp nhận những cái gì nó thiệt thòi nhất, kém cỏi nhất về phần mình, để nhường những điều kiện tốt nhất, ưu ái nhất cho những đứa con. Nên trái tim của người bố và người mẹ, người ta nói là kỳ quan của thế giới, điều này không hề sai. Mà Minh Thiền có thể nói rộng hơn, đó là trái tim của người bố, người mẹ nó không phải chỉ là kỳ quan của thế giới, mà nó là kỳ quan của vũ trụ này. Trong cái khoảng không gian này rộng vô cùng vô tận ấy, thì trái tim của người bố, của người mẹ cũng là bao la như khoảng không gian này. Không gian không cùng tận thì trái tim và tình cảm của bố mẹ cũng không cùng tận, chứ không phải chỉ là thế giới này đâu. Người mẹ kia đã dành hết thanh xuân và trái tim của mình cho đứa con, nhưng bà đón nhận được điều gì ở đứa con? Đón nhận được mười mấy năm sống bên cạnh mình, nó ngoan hiền, nó vâng lời, nó cho mình niềm vui. Chúng ta dừng lại ở đây để hỏi nhau rằng, chàng trai trong câu chuyện có mười mấy năm ở bên cạnh mẹ để cho mẹ niềm vui trong cái lứa tuổi học trò. Bây giờ các bạn cũng mười mấy năm rồi, có cho được bố mẹ niềm vui khi ở cạnh bố mẹ không? Hay là phải làm cho bố mẹ nặng nề thêm, mệt mỏi thêm về sự ngỗ nghịch, không vâng lời của mình? À, nên từ đây phải thay đổi thôi. Thay đổi. Bây giờ mình về mình ngoan hơn, mình hiền hơn, mình vâng lời hơn. Bố mẹ hỏi, ủa sao bữa nay con ngoan quá vậy? Thì các bạn hãy trả lời, hôm bữa con đi tham gia khóa tu ở chùa Phước Quang, quý thầy, quý cô dạy con là phải ngoan, và con thấy cái việc ngoan hiền đó là việc con phải làm. Vì con thấy là con nhận ra được mình rất là sai lầm, bởi trước đây đã từng nhiều lần làm khổ tâm bố mẹ. Phải nói như thế, và phải thật sự ngoan nha, thật sự ngoan, vâng lời. Bố mẹ vất vả vì chúng ta, không có mong chúng ta phải dành tặng cho bố mẹ những điều kiện gì quá lớn trong cuộc sống đâu, mà chỉ cần con mình nó ngoan, nó sống khỏe, nó sống vui, nó sống đạo đức, ấy là đủ rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Vất vả thêm tí nữa cũng chẳng sao đâu.
Chàng trai ấy khi bắt đầu vào đại học rồi xa vòng tay của bố mẹ, lên trên kia cuộc sống bắt đầu tiếp xúc với người, với đời, với bạn bè rồi đó. Xa rồi vòng tay của mẹ rồi, thì lúc đó mọi sự thay đổi. Và cái thay đổi tệ hại nhất không nên thay đổi đó chính là chàng ta nhìn về mẹ mình không như trước đây nữa. Trước đây thấy mẹ là cả bầu trời hạnh phúc của con. Để những khi cấp sách đến trường mà nôn được về, sau những giờ tan học thì chạy về xà vào lòng ôm lấy mẹ. Vui vì có mẹ, vui vì được ngồi ăn cơm với mẹ, vui vì được mỗi tối mẹ kể chuyện con nghe. Nhưng khi thay đổi rồi thì thấy rằng mẹ là người làm cho ta mất mặt bởi sự quê mùa, mẹ là người làm cho ta kém sang bởi sự nghèo khó, mẹ là người làm cho ta không có tự tin trước bạn bè bởi vì một bà lão nhà quê tay lắm chân phèn. Khi mà nhìn như thế thôi thì đã mang rất nhiều những tội lỗi. Bởi vì ai là con mà nghĩ xấu cho bố mẹ của mình thì mang tội lỗi rất là nặng. Các bạn nhớ lời này của Minh Thiền nói: các bạn nghĩ xấu cho một người khác, các bạn nghĩ sai cho một người khác đã là tội rồi. Nhưng tội nó có thể rất nhẹ, nhưng khi các bạn nghĩ xấu về bố mình, các bạn nghĩ sai về mẹ mình thì tội lỗi rất là nặng luôn. Cho nên nhớ lời Minh Thiền khuyên là suốt cả một cuộc đời này, nếu như không bình tâm để giữ được cảm xúc, có thể nghĩ sai về ai đó, có thể nghĩ xấu, nghĩ không tốt về ai đó, nhưng nhất định thì không bao giờ được nghĩ sai, nghĩ xấu về bố mẹ mình. Bố mẹ có sai, có xấu với ai á, là với cuộc đời, với người bên ngoài, bố mẹ không bao giờ sai và xấu với chúng ta. Nhớ như vậy nha. Mình nghĩ sai về bố, nghĩ sai về mẹ, xong rồi bắt đầu mình dần dần từ tình thương, từ sự gần gũi, từ sự trìu mến, mình biến đổi nó trở thành sự thờ ơ, lạnh nhạt, lắm khi là chán, là ghét nữa. Rồi bắt đầu chúng ta xa lánh đi, gần gũi trở nên xa lánh, thương trở thành ghét, trìu mến trở thành lạnh nhạt, thờ ơ. Chúng ta đã tạo nên một tội lỗi rất là lớn, đó chính là tội bất hiếu với bố mẹ của mình. Nên Minh Thiền khuyên các bạn không phải trở thành một con người mang tội lỗi lớn để mà mình ân hận, mình đau khổ. Sau này bố mẹ không còn nữa thì hối tiếc. Chàng trai kia đến khi nức nở, nghẹn ngào là lúc tiễn mẹ về bên kia thế giới, là lúc mà chỉ còn nước mắt và tiếng con. Mẹ không còn nữa rồi á, thì lúc đó mới uất nghẹn, khóc lóc, nhìn thấy được tội lỗi của mình đã gây ra đối với mẹ, ân hận muốn nói lời xin lỗi, nhưng nói trong vô vọng, vì bây giờ có nói mẹ cũng không còn nghe nữa. Mẹ cũng không còn ở đó để mà nghe mình nói. Bây giờ muốn được thực hiện bổn phận làm con, ngày xưa mẹ mớm cơm cho con, mẹ dìu con đi, bây giờ mẹ già, mẹ lớn tuổi, mẹ không tự làm. Con muốn được một lần để đút cơm cho mẹ ăn, muốn một lần để nắm đôi bàn tay dìu mẹ bước, không được nữa. Bởi mẹ còn đâu nữa mà dìu, còn đâu nữa để mà chăm sóc, để mà thương, để mà mình đáp trả lại ân tình. Những ngày thơ ấu mẹ đã chăm sóc chúng ta thế nào, bây giờ chăm sóc lại. Nhưng mọi thứ đã rời xa bởi sự phũ phàng của mình trước trái tim và ân tình của mẹ, nên đọc lá thơ khóc tức tưởi. Nhưng rồi trái tim vô cùng lớn ấy, chàng ta cuối đời phải ân hận, đó là
chưa một lần mẹ than trách về con, mà mẹ chỉ trách mẹ thôi là mẹ không đủ điều kiện, mẹ không đủ tốt để đem đến cho con những điều mà con mong muốn, những điều mà con thích thú. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ giới thiệu bố mẹ của mình với người mình yêu, giới thiệu với bạn bè. Các bạn sẽ có người tự hào khi giới thiệu về bố, về mẹ. Bố tôi làm bác sĩ, mẹ tôi làm cô giáo, bố tôi làm giám đốc, mẹ tôi làm chủ tịch gì đó, vân vân. Nhưng rồi sẽ có bạn sẽ rụt rè, sẽ không muốn giới thiệu mẹ mình, bố mình với bạn bè, với người yêu là bố tôi làm nông, mẹ tôi làm ruộng, bố tôi là người chạy xe ôm, mẹ tôi là người bán hàng rong, bố tôi đi quét rác, mẹ tôi đi bán hủ tiếu gõ. Mình thấy cái việc quét rác, hủ tiếu gõ, hàng rong, xe ôm là cái gì đó nó thấp kém lắm. Và lắm khi mình xem cái việc đó nó ti tiện để rồi mình không dám khoe. Nhưng nên nhớ, không có người bán hàng rong đổ mồ hôi này, không có người chạy xe ôm dãi nắng dầm mưa kia, không có người thức khuya dậy sớm để quét rác từng con đường, không có người đẩy chiếc xe đi bán hủ tiếu gõ ngày đêm chịu dãi dầu mưa nắng, thì có các bạn chăng? Các bạn có cơm ăn, có áo mặc, được cấp sách đến trường, được quần áo đẹp, được có những chiếc xe, những đôi dép tốt để mang sao? Tất cả những cái các bạn có phải đổi bằng mồ hôi nước mắt của người hàng rong, của người bán hủ tiếu gõ, của người quét rác ngoài đường để kiếm đồng tiền về lo cho các bạn đấy. Đừng xem thường, phải luôn tự hào khi mình nói về bố mẹ của mình với mọi người, với bạn bè, với người mình yêu. Nếu mình thấy được sự tôn trọng thì mình tiếp tục giữ mối quan hệ với người đó. Mình giới thiệu về bố mẹ với bạn bè, với người yêu mà mình thấy người đó không tôn trọng bố mẹ của mình, thông qua công việc bố mẹ mình đang làm, thông qua hoàn cảnh sống của nhà mình, mình giới thiệu bố mẹ mình với người mình yêu mà người mình yêu cảm thấy không vui, cảm thấy không có sự tôn trọng đối với bố mẹ mình, chia tay nó ngay lập tức. Không cần phải giữ cái tình cảm với người này, bởi bố mẹ của mình là người nuôi mình để bây giờ có người để họ thương, có người để họ yêu. Họ không mang ơn mà họ xem thường, thì mình là cái gì để họ phải tôn trọng đấy? Mình chơi với một người bạn mà người bạn đó đến nhà xem thường bố mẹ của mình thì nên chơi nữa hay không? Bố mẹ tôi khổ cực sanh ra tôi, nuôi dạy tôi lớn lên, bao nhiêu là khó nhọc, để ngày hôm nay tôi có mặt cho bạn, tôi là một người bạn của bạn, mà bạn chơi chung với tôi, tôi là món quà của bạn mà bạn không tôn trọng bố mẹ tôi, bạn xem thường tôi không chơi với bạn nữa. Tôi có mặt để cho anh thương, tôi có mặt để cho em yêu, mà em và anh không tôn trọng bố mẹ của tôi thì yêu thương cái nỗi gì nữa. Chấm dứt đi cho bớt đau khổ. Nói như vậy để trở lại thưa với các bạn rằng, bố mẹ ở trong cuộc sống này ai cũng muốn có nghề nghiệp tốt hết á, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp. Vì vậy mà khi đến với cuộc sống này, người ta không có quyền để chọn lựa cho mình những cái công việc tốt đẹp hái ra thật nhiều tiền. Hoàn cảnh của xã hội và năng lực của chính mình nó phù hợp và nó phụ thuộc vào phước báo của mình với những việc mình làm nữa. Vì vậy phải luôn tôn trọng công việc của bố mẹ và luôn tôn trọng công sức của bố mẹ bỏ ra để kiếm đồng tiền về chăm sóc cho mình. Hôm nay ngồi đây nói với các bạn đôi tâm tình để gọi nhớ về lòng hiếu thảo của những người con trong tháng 7, trong cái tháng Vu Lan, trong cái tháng báo hiếu. Mong những người trẻ ở đây hãy biết nói lời xin lỗi khi mình đã phạm phải những sai lầm với bố mẹ. Mong những người trẻ ở đây thức tỉnh để
viết văn lời bố mẹ, phụ giúp bố mẹ những công việc nhà. Mong các bạn ở đây trở thành một người biết suy nghĩ, để biết quan tâm, biết nghĩ cho tương lai của mình nhiều hơn, cố gắng học tập, cố gắng làm việc và cố sống, sống một đời sống thiện lành và đạo đức. Mong tất cả các bạn là những người con hiếu thảo, để đem đến những niềm vui, sự tự hào cho bố mẹ các bạn. Mong rằng các bạn là người sẽ lấy đi những khó khăn, những khổ nhọc ở trong cuộc sống mà bố mẹ các bạn đã từng gánh khi những năm tháng kiếm chén cơm manh áo giữa cuộc đời. Vậy các bạn hãy biến mình trở thành một quà tặng thật là lớn, thật giá trị và ý nghĩa ở trong gia đình, để dâng tặng lên cho bố mẹ, cho những người thân yêu. Thì chính khi ấy các bạn là một đóa hoa sen tinh khiết ở trong vườn hoa của Phật giáo, để dâng lên cúng dường Đức Phật. Thương chúc các bạn sức khỏe, bình an, một khóa tu gặt hái được nhiều bài học giá trị, gặt hái được nhiều những thành quả trong công phu tu học của mình trong những ngày ở chùa Phước Quang này. Kính nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành. Nguyện cho công trình kiến tạo ngôi Đại Hùng Bảo Điện ở tại chùa Phước Quang của Đại Đức Thích Trúc Tấn sớm được hoàn thành như tâm nguyện. Tạ ơn Phật vì tất cả những nhân duyên tốt lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Chúng con ban tổ chức cùng tất cả các bạn tu sinh đã trải qua những giây phút thật tuyệt vời khi được lắng nghe những điều chia sẻ từ Đại Đức Giảng Sư bằng tất cả tình thương. Tất cả các con đều sẽ cảm nhận được những giá trị mà Đại Đức đã chia sẻ cho các con. Và giờ này, một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, tất cả các bạn tu sinh, chúng con đánh lễ niệm ân Đại Đức Giảng Sư, và chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Đại Đức luôn được pháp thể khương an, Phật sự viên thành, và mãi là vị thầy dẫn dắt chỉ lối cho tất cả mọi người hữu duyên trên lộ trình tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Hôm nay các con có nghe trọn vẹn hết những lời mà Đại Đức Giảng Sư chia sẻ chưa? Nhớ hết không? Nhớ hết luôn. Điều đó là điều tuyệt vời. Và chúng ta còn đôi phút cơ hội cho những người dũng cảm, tự tin và không mắc cỡ. Thầy biết rằng tất cả các con có nhiều thứ muốn nói lắm, nhưng vì có lẽ còn hơi e dè, hơi mắc cỡ gì đó. Đứng trước một hình ảnh đầy uy nghiêm, từ ái và nói theo cách của các bạn là vô cùng đẹp trai, cho nên có đôi phần ngại ngùng đúng không ạ? Và giờ này nếu tất cả các con đều đang còn giữ cái gì đó trong lòng của mình thì lát nữa chúng ta sẽ có cơ hội bày tỏ nó ra trên giấy bút ha. Và thay là lời cho ban tổ chức, tất cả các bạn tu sinh, chúng con vô cùng biết ơn đến với Đại Đức Giảng Sư. Và giờ này tất cả các con cùng đứng dậy tay, và để chúng ta cùng thỉnh Đại Đức Giảng Sư sẽ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nay đều trọn thanh Phật đạo. Giờ này chúng con cũng có một lẵng hoa để gửi như lời tri ân đến với Đại Đức Giảng Sư. Trên tất cả dành một tràng vỗ tay.